kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung chính sau. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng về lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ, rừng ngập mặn rú chả vào thu là chất liệu tuyệt vời để nhiếp ảnh gia có thể thỏa sức sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Gặp gỡ một nghệ nhân mộc mỹ nghệ nổi tiếng của làng nghề Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, người đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ để bám trụ với nghề và giờ đây đã được đền đáp xứng đáng. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển. Cùng dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện lãnh đạo các bộ ngành. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Phan Quý Phương. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì một hội nghị lớn dành riêng cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện sự quan tâm, trân trọng và tin tưởng của người đứng đầu Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Hướng đến chủ trương thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, có sự lan tỏa cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và địa phương đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ đóng góp của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và một số tỉnh thành tiêu biểu. Các nội dung được quan tâm gồm kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, khuyến nghị chính sách tiền tệ và cam kết đối với tài chính xanh trong tác động của bối cảnh biến động toàn cầu. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, hợp tác và phát triển, không để ai lại phía sau. Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự đồng hành và đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chia sẻ với những nhà đầu tư gặp khó khăn do tình hình trong nước và thế giới, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn quan tâm, chân thành lắng nghe, chia sẻ và nỗ lực giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Chiều qua, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban ngành liên quan. Thông tin với đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, ngoài học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng con người Việt Nam, con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, quản lý và tổ chức lễ hội, phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nhiều mô hình, cách làm hay, tỉnh đã và đang thực hiện như vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn, văn hóa công sở, ngày Chủ nhật xanh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin một số chương trình, đề án lớn tỉnh đang tập trung thực hiện trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 như các đề án Huế, kinh đô áo dài, kinh đô ẩm thực, Huế, xứ sở mai vàng, thành phố bốn mùa hoa. Tại buổi làm việc, nhiều nội dung đã được đi sâu phân tích, làm rõ thêm liên quan đến bản sắc văn hóa Huế, con người Huế, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể, đánh giá tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, những hoạt động khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, v.v. Qua thực tế triển khai công tác văn hóa văn nghệ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu lên 6 kiến nghị đề xuất. Trong đó, Trung ương cần quan tâm hơn nữa, nhất là trong phân bổ các dự án, chương trình nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, hỗ trợ các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng và các thiết chế văn hóa xã hội, các dự án đầu tư bảo quản, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật. Đánh giá cao những kết quả Thừa Thiên Huế đạt được trong quá trình triển khai thời gian qua, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.
Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng nhận định, tỉnh đã triển khai một cách bài bản, sinh động các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cụ thể hóa để phù hợp với mục tiêu đặc thù của địa phương. Đồng thời chia sẻ, với những thách thức mà Thừa Thiên Huế đang gặp phải khi vừa thực hiện cả hai mục tiêu là bảo tồn và phát triển. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng tiếp thu những kiến nghị của tỉnh, đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện lĩnh vực văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác của Ban tuyên giáo Trung ương đã đến kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch dịch vụ tại Lăng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. Theo báo cáo của Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật Lăng Cổ Phước Tích cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản được các ngành, các cấp và đặc biệt có sự quan tâm trực tiếp từ Trung ương, tỉnh và huyện, nên hệ thống di tích, các công trình được trùng tu tôn tạo khởi sắc. Bức tranh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Lăng Cổ Phước Tích thật sự khởi sắc. Ngoài ra, công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Lăng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa được quan tâm. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật Lăng Cổ Phước Tích tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh, huy động các nguồn lực xã hội để bảo tồn phát huy giá trị di sản, xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch dịch vụ để thu hút du khách đến Lăng Cổ Phước Tích, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị chính quyền địa phương phải tạo ra nét đột phá cho sự phát triển du lịch của địa phương. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, tập trung đào tạo nhân lực phải có nghiệp vụ, trình độ để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, để người dân nơi đây có thể sống khá lên bằng nghề du lịch. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, tạo tính hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Lăng Cổ Phước Tích, đồng thời mong muốn Lăng Cổ Phước Tích thực sự là điểm sáng về văn hóa, phát huy các giá trị bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống vốn có. Công an tỉnh vừa tổ chức buổi đối thoại với chủ đề Công an với cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, ngoài đánh giá về tình hình an ninh trật tự ở các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2020-2022, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó có một số cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện để xảy ra vi phạm pháp luật, nhất là ma túy và mại dâm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các cơ sở kinh doanh karaoke để các đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm, các tiệm cầm đồ biến tướng. Buổi đối thoại đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của chủ cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, giữ vững an ninh trật tự, cam kết không để vi phạm về an ninh trật tự, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy. Chiều qua, Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo, các ban ngành liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về kết quả thực hiện các phương án thoát nghèo năm 2022. Năm 2022, số hộ thoát nghèo đã đăng ký là 210 hộ trên 1.513 hộ nghèo trên địa bàn huyện, bao gồm cả phương án hỗ trợ như nhà ở 112 hộ, việc làm 53 hộ, mô hình sinh kế 66 hộ. Đến nay, số hộ đã thực hiện 56 trên 210 hộ, đạt tỷ lệ 26,7%. Để kết quả thực hiện các phương án thoát nghèo năm 2022 có hiệu quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương ngay trong tháng 9 phải tập trung ra soát lại hộ nghèo theo từng tiêu chí cụ thể đã xác định về mục tiêu giảm nghèo trong năm 2022, xây dựng lại các phương án hết sức cụ thể. Nếu thiếu hụt tiêu chí nào thì giúp tiêu chí đó để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo sớm nhất. Tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng nghèo có nhu cầu để góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cao nhất trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, để từ đó không ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác giảm nghèo và công tác phối hợp với các phòng ban liên quan có hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 7 năm 2022. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phong Điền lần thứ 7 được diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022, có 23 đoàn đơn vị tham gia với gần 3.000 vận động viên tranh tài ở 10 bộ môn thi đấu, việt giả, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền, bi sắt, kẻo co, đẩy gậy và môn bóng đá.
Theo đánh giá của ban tổ chức, số lượng và chất lượng các môn thi đấu nhiều hơn so với những năm trước và đạt thành tích thi đấu cao hơn nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, tuyển chọn lực lượng có thành tích cao ở cơ sở để tiến hành tập luyện và tham gia đại hội với tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao. Công tác trọng tài điều hành các giải đấu trong đại hội đã tuân thủ đúng luật và điều lệ. Việc điều hành các trận đấu đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại lên ban tổ chức. Đồng thời thực hiện tổ công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội để tổ chức đại hội các cấp đạt kết quả cao, góp phần vào thành công của Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 7. Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị thị trấn Phong Điền, giải nhì toàn đoàn cho đơn vị xã Phong Hòa. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn STEAM trong giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cổ cán nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần đổi mới tư duy chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm phương pháp hiện đại. 40 học viên là cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cổ cán của các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã và thành phố đã được chia sẻ tư vấn các nội dung cơ sở lý luận, những nghiên cứu khoa học, các thực hành trực tiếp với đồ dùng học cụ trong giáo dục STEAM. Đồng thời, giáo viên đã tìm hiểu giáo dục STEAM chính là S, Science, Khoa học, T, Technology, Công nghệ, E, Engineering, Kỹ thuật, M, Math, Toán và S, Nghệ thuật sáng tạo. Bên cạnh việc học lý thuyết, các giáo viên còn được tham gia thực hành trải nghiệm theo nhóm, thiết kế tạo ra các sản phẩm đồ dùng dạy học, làm từ các nguyên vật liệu tái chế, đồ dùng gia đình như ly nhựa, giấy bạc, thùng cắt tông. Các sản phẩm phải đạt được mục tiêu là giúp cho trẻ em phát triển tính sáng tạo. Lớp tập huấn là cơ hội để các học viên tìm hiểu sâu hơn về phương pháp giáo dục hiện đại này, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEAM. Với bậc tiểu học, phương pháp giáo dục STEM sẽ được áp dụng cho tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Để thực hiện tốt lộ trình đề ra, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học các trường Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Xuân Phú, Trường An, Thuận Thành và Trần Quốc Toản. Trong khoảng thời gian một ngày, các học viên đã được nghe chuyên gia chia sẻ về tình hình giáo dục STEM, chú trọng những nội dung đưa giáo dục STEM gắn vào trong từng bài học cụ thể, trước hết là ở các môn như toán, khoa học, kỹ thuật, tự nhiên và xã hội ở bậc tiểu học. STEM là quá trình tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học kỹ thuật, toán học, công nghệ, qua đó xây dựng cho học sinh các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các bộ môn nói trên để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ ngày nay. Đồng thời, STEM trang bị cho người học những kỹ năng về tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tư duy chiến lược và định hướng mục tiêu. Hiện nay, đối với thành phố Huế, giáo dục STEM đang được triển khai thí điểm tại hai trường, tiểu học Lý Thường Kiệt và tiểu học Dương Nộ. Tuy nhiên, theo lộ trình của vụ giáo dục tiểu học, thì đến năm 2024 sẽ thực hiện giáo dục STEM đối với tất cả các trường tiểu học. Buổi tập huấn cũng góp phần mở ra nhiều ý tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tiểu học về việc tổ chức một số chương trình giáo dục STEM cho toàn thể học sinh cả khối lớp với những nội dung đa dạng và hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề về ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, tập trung vào các quy định mới. Hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tăng cường thay thế sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Được biết, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Chiều qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Huế những góc nhìn mới lần thứ tư năm 2022. Ban tổ chức đã nhận được 1.315 tác phẩm của 138 tác giả thuộc 28 tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là phản ánh các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, di sản văn hóa nghệ thuật và phi vật thể, các điểm du lịch, các công trình kiến trúc và những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, phong tục tập quán của người dân. Qua 6 vòng chấm thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra bộ ảnh triển lãm gồm 98 tác phẩm của 55 tác giả ở 14 tỉnh thành, đồng thời chọn ra được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 1 giải nhì, 2 giải nhất, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Cuộc thi là sân chơi để những người có đam mê nhiếp ảnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để quảng bá vẻ đẹp của Huế qua nhiều góc nhìn độc đáo, nghệ thuật. Thưa quý vị, rủ chả vào thu hiện đang là từ khóa phổ biến trong giới nhiếp ảnh, không chỉ của Huế mà còn của rất nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc. Với vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ, rừng ngập mặn rủ chả là chất liệu tuyệt vời để nhiếp ảnh gia có thể thỏa sức sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng đã phát động cuộc thi ảnh Rủ chả Cồn Tè, tạo thêm sân chơi và động lực cho giới nhiếp ảnh, đồng thời góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của thành phố Huế. Những ngày cuối tuần là thời điểm mà rủ chả đón tiếp rất nhiều thành viên của các câu lạc bộ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đến để tác nghiệp. Gần đây, với sự phổ biến của mạng xã hội, hình ảnh rủ chả không chỉ dừng lại trong tỉnh mà còn thu hút rất nhiều tay máy đến từ các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đa số những người lần đầu đến đều rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế. Họ tác nghiệp một cách say sưa và hầu như không muốn bỏ lỡ bất cứ một góc nào ở đây. Mùa thu ở đây rất là đẹp em, tuyệt vời. Đây là một trong những cái cảnh mà chị rất là mơ ước là được đi đến đây để chụp. Cảnh này rất là đặc sắc mà chỉ có ở cái vùng miền của mình mới có. Hôm qua là chị đã có đến rồi và hôm nay là lần thứ hai. Thì mỗi lần là nó có cảnh sắc khác nhau. Rủ chả thì mình được biết về rủ chả cách đây khoảng 3 năm rồi, hơn 3 năm. Nhưng mà lần nào cũng mong muốn là tìm ra được những cái bức ảnh nó mới hơn, nó đẹp hơn về rủ chả. Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng còn cũng chưa tìm ra những cái bức ảnh mà cảm giác là nó thỏa mãn cái sự kỳ vọng của mình, của chính bản thân đó. Tháng 9 này, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề Rủ chả, Cồn Tè, sắc màu sông nước trên phạm vi toàn quốc. Do đó, những tay máy ở khắp nơi cũng đã đổ về để vừa thỏa mãn được đam mê, vừa tham gia vào sân chơi thú vị này. Qua cuộc thi, những tác phẩm ảnh đẹp về khu du lịch Rủ chả, Cồn Tè và vùng đầm phá Tam Giang thuộc thành phố Huế sẽ được phục vụ công tác triển lãm, truyền thông, quảng bá hình ảnh tuyệt đẹp của Rủ chả, Cồn Tè nói riêng, mảnh đất con người Huế nói chung, với những phong cảnh đẹp, độc đáo, khác biệt và hấp dẫn du khách. Đây là khu vực Rủ chả, nơi mà chúng tôi, những người nhiếp ảnh ở Huế, rất là yêu thích khi mùa thu tới, đổi màu của rủ chả. Năm nay thì cũng như mọi năm, buổi sáng chúng tôi về một lần và buổi chiều về một lần để mà bắt được hết những cái cảnh đẹp của rủ chả. Và là nơi mà tất cả các nghệ sĩ trong toàn quốc đến mùa này thì tập trung về đây hết. Đó là niềm tự hào của Huế. Có thể nói rằng là rủ chả vào thu là một trong những cái hình ảnh mà anh em nhiếp ảnh rất là thích. Và không chỉ ở Huế mà nhiếp ảnh của cả nước mùa này như là các bạn cũng về đây cả để sáng những bức ảnh đẹp nhất cho mình. Những cuộc thi lớn của quốc tế thì hình ảnh của rủ chả cũng đã được đoạt giải rất là cao. Và năm nay đặc biệt là thành phố Huế tổ chức một cái cuộc thi về hình ảnh rủ chả mùa thu, cho nên lại càng thu hút nhiều hơn nữa, không chỉ nhiếp ảnh mà chúng tôi thấy là du khách khắp nơi về đây
bằng tất cả mọi phương tiện như là máy ảnh rồi là điện thoại, họ cũng có thể tác nghiệp được cả. Và như vậy chúng tôi thấy rất là vui mừng, bởi vì đây là một cái điểm thu hút khách du lịch về Huế chúng ta rất là càng ngày càng đông. Rú chả Huế còn được biết đến là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm duy nhất còn tồn tại trong hệ đầm phá Tam Giang. Với loài cây chủ yếu là cây chả có đặc tính thay đổi màu lá theo mùa, nên mỗi thời điểm trong năm, rú chả lại mang một vẻ đẹp khác, nhưng thu hút nhất vẫn là thời điểm vào thu, khi toàn bộ rừng khoác lên mình một màu vàng dịu dàng, hòa tan trong màu nắng. Những năm gần đây, rú chả thu hút rất nhiều khách du lịch và những nhiếp ảnh gia với đam mê, với tấm lòng yêu Huế, là cầu nối quan trọng để đưa hình ảnh đẹp này đến với bạn bè khắp nơi. Mồ côi từ nhỏ, được bà con làng nghề Mỹ Xuyên cưu mang, ông Lê Văn Trực đến với nghề mộc như một cải duyên rất tự nhiên. Bằng sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cậu bé mồ côi ngày nào giờ đã trở thành người thợ mộc có tiếng của làng nghề. Trên con đường lập nghiệp, dù không phải lúc nào cũng thuận lợi, thậm chí có những thời điểm tưởng chừng bế tắc, nhưng chính bằng lòng yêu nghề, ông Trực đã cùng nhiều nghệ nhân của làng nghề Mỹ Xuyên tìm ra được con đường phát triển, góp phần gìn giữ nghề mộc mỹ nghệ truyền thống của cha ông. Từ may mò học hỏi nghề từ các nghệ nhân, 54 tuổi, ông Lê Văn Trực đã trở thành thợ giỏi nổi tiếng của nghề truyền thống điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên. Năm 1986, hợp tác xã điêu khắc Mỹ Xuyên đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, không tìm kiếm được thị trường tiêu thụ sản phẩm, nên nhiều thợ mộc giỏi của làng không sống nổi với nghề, đành phải phiêu bạt khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. Riêng bản thân ông Trực vẫn quyết tâm ở lại làng bám trụ với nghề. Năm 2002, chính sách khôi phục làng nghề truyền thống điêu khắc Mỹ Xuyên tạo động lực thúc đẩy làng nghề phát triển để ông Trực và nhiều nghệ nhân trong làng nghề Mỹ Xuyên có thể tiếp tục theo nghề. Năm 2004, làng nghề Mỹ Xuyên được thành lập. Năm 2006, ông Trực quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân Thường Trực, chuyên sản xuất nhà rường, mộc mỹ nghệ. Nhờ mạnh dạn đầu tư, đến nay doanh nghiệp tư nhân của ông Trực có quy mô lớn nhất làng. Đơn đặt hàng các sản phẩm điêu khắc mộc mỹ nghệ, trong đó đặc biệt là sản phẩm nhà rường của doanh nghiệp ông Trực đã đi khắp nước, từ Bắc chỉ Nam. Thương hiệu sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên từ đó cũng được đông đảo người trong nước biết đến. Không ngoài vấn đề là cái tấm của con người là cứ gắn liền với tay nghề của mình, là cha ông để lại là mình đã học được rồi, vươn xa hơn để tìm tòi những cái hay cái đẹp của xã hội và cùng về để mà góp sức với là cái nghề của cha ông để lại, thì từ chỗ đó là càng ngày càng nâng cao cái tay nghề lên và những cái sản phẩm của làng nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên cũng càng ngày là càng phát huy ra được cái xa hơn và đi các liên tỉnh, từ giống như Sài Gòn, Hà Nội đối với chúng tôi cũng có được cái đơn đặt hàng để làm. Ông Trực khẳng định thời gian tới sẽ mở rộng thị trường cùng các nghệ nhân khác, đưa thương hiệu làng nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên đi xa, đồng thời tập trung đầu tư vốn để mở rộng sản xuất, quyết tâm gìn giữ tay nghề để truyền lại cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương. Giờ đây doanh nghiệp của ông là một trong những doanh nghiệp sản xuất nhà rường có thương hiệu và uy tín trên địa bàn tỉnh. Ông tiếp tục gìn giữ và phát huy nghề truyền thống vốn là nguồn sống, là đam mê của chính mình. Thì cái tấm tư của tôi á, là tôi cứ nghĩ rằng mà trước khi là có như một cái người thợ, là mang tiếng là một người thợ giỏi, thì mình làm sao đó là phải xứng danh được là một người thợ giỏi. Thì tôi lấy cái niềm tự hào cho bản thân rồi, mà cũng đó là một cái trách nhiệm cho cái thế hệ trẻ, là làm sao để mà giáo dục cả cái thế hệ trẻ cũng như là thờ thầy đồ gì khác, là cố gắng để phấn đấu lên được một cái tay nghề cao và mưu sinh cuộc sống trong cái nghề nghiệp của mình. Đó là cái ước mơ của tôi. Ông Lê Văn Trực là một trong số 172 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tuyên dương và tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.